chúng ta đã có cái behind the scenes của tập 1 của Last Twilight đó. Thì chúng ta xem nha. Xem có gì hay ho nè. What? Đập quá mạnh á? Đập quá mạnh tốt sao? Nó mạnh mẽ. À, chắc là ý là cần phải đập mà đập đập nhẹ hơn để quay được. Phim này vất nhất là làm Jimmy kiểu bùi đời đấy. Thực sự đúng. Bé quá kiểu mượt ấy. Bé quá kiểu clean ấy. Smooth. Bé là bác sĩ da liễu. Bé biết quy trình skin care. Ở đây em phải quên tất cả. Em đéo biết gì hết. Giữa trưa em phải ra đứng hứng mặt giữa mặt trời. Này nhìn đây trông 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 gọi là gì nhỉ? Trông Jimmy giống Java rồi nhá. Thế luôn đây giống Java King. Có thể giống Java. Thế cứ mặt mặt giống cực luôn. Thật ra ấy, kiểu mình vẫn kiểu như nghĩ là tại vì bé smooth ý, trang điểm cũng chỉ là một phần để bé bẩn đi thôi, cái thần thái quan trọng hơn, cái kiểu hành động ấy, như là dáng đi hay là mọi thứ để cho nó bụi đời ấy, cho nó kiểu hơi hơi kiểu đéo quan tâm, kiểu 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 thế, cái vibe đấy kiểu thể hiện bằng bằng thần thái đó. Đúng không? Đương nhiên Jimmy vẫn thể hiện được điều đó, nhưng mà ý nghĩa chủ yếu là do đó có make up đương nhiên vẫn là cần. Bạn chỉ cần kiểu đấy, dùng tay gặm đùi gà này đấy, xé con gà không gặm thế không rồi kiểu tương ớt rơi vào áo trắng thì bạn ơi cho mình giấy ăn để mình không, bạn kệ con mẹ nó luôn. Và bạn vẫn tiếp tục gặm đùi gà. Thế là bạn vẫn ổn thôi. Amazing, Bessie có thể ngủ tất cả mọi như kiểu một cái công tắc đèn ấy. Píp. Tối om luôn. Đây là mẹ muốn rửa mặt đúng không? Này, cách rửa mặt thật amazing ấy. Kiểu bác sĩ da liễu của khác, cách rửa mặt thật độc đáo đấy. Bạn rửa mặt bằng, bạn có cách nào để rửa bình thường bạn rửa mặt bằng sữa rửa mặt nào? Mình đéo dùng sữa rửa mặt, mình dụi mặt vào người yêu mình. Tức là những người không có người yêu là những đứa đẹp có người yêu là mặt rất là bẩn đấy, kiểu vậy đúng không? Mặt các bạn làm không người yêu là sẽ giống như kiểu là cái toilet đấy đúng không? Ý bạn là nói chúng tôi
có thể ngồi lên mặt chúng tôi. Xe máy này à, tất cả chiếc ô tô này là của đoàn luôn ha. Đây là một cái đoạn phố vắng ấy. Someone is napping. Kiểu như là các bé có kỹ năng ngủ ở tất cả mọi chỗ ấy. Cái nghề này rất là tốt nha. Có thể kiểu đúng không? Nghề này rất cần. Chứ như bố mình kiểu bị mất ngủ. Bố mình chắc như kiểu là có ai ấn vào cái đèn công tắc kiểu bật lên và xuống. Bật lên và xuống như kiểu nhấp nháy như đèn ở bar. Ấn theo kiểu nhạc Sơn Tùng. Ta 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 ta. Yeah. Thế rồi. Ngắn vậy. Nó vẫn còn mà. Cái ăn kem nào vậy? ชอบเรื่องลาทไวไลท์นะครับภาพนายไม่เคยลืมเลยคอยเตือนตัวเองเอาไปครับสวัสดีครับ sao không mấy cạnh ăn kem nào hỏi các bạn hay là đang ngồi chơi thôi gì đúng không? À đây là cảnh mà nó đang ngồi dạy ra không? Cái áo đúng không? Bọn nó đang ngồi kiểu gì amazing. Amazing. Nói chung là kiểu gọi là chúng ta trả sát đến một tập nhìn chung là cảm động ha. Tập 2 thì mình nhớ là thêm teaser thì có vẻ như là nói thật vui hơn tí khi mà chúng ta mới bắt đầu mối quan hệ của ta mới bắt đầu như chúng ta sẽ tương tác nhiều hơn thì có vẻ như nó sẽ vui hơn tí, nhưng mà mình nghĩ là một tí thôi, tức là nó sẽ vui một tí cho mình sao rồi vẫn sẽ đan xen chắc có những cái cảnh cảm động này chắc rồi, tại vì mình nghĩ là cái phim này là mình thấy là cái màu của nó tổng thể sẽ là cái kiểu dạng serious rồi, cái kiểu nghiêm túc ấy, kiểu nó không phải kiểu fun fun. Chúng ta phải cần cái sự fun nó chỉ kiểu thấp thoáng đâu đây thôi chứ không phải là nó phải liên phong phong liên tục, không phải cần kiểu một phút đội biên kịch phải làm chúng ta cười 3 lần. Ok. Từ sau mới có phim tiếp. Và chúng ta cũng sắp có Cooking Crush nữa. Này một cuối tuần đầy ánh tím, đầy cầu vồng. Amazing.